chào quý khán giả, mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Tây Ninh cho biết, thời tiết ở khu vực Đông Nam Bộ và tỉnh Tây Ninh được dự báo mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ trong khoảng từ 23 đến 35 độ C. Sau đây là thời tiết chi tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực phía Bắc tỉnh Tây Ninh, huyện Tân Biên và Tân Châu, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ trong khoảng từ 24 đến 34 độ C. Độ ẩm 77%. Khu vực phía Nam tỉnh Tây Ninh, huyện Bến Cầu, Gò Dầu và thị xã Trảng Bàng, May thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ trong khoảng từ 23 đến 34 độ C, độ ẩm 79%. Khu vực phía Đông tỉnh Tây Ninh, huyện Dương Minh Châu. Khu vực này may thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ trong khoảng từ 23 đến 33 độ C, độ ẩm 79%. Khu vực phía Tây tỉnh Tây Ninh, huyện Châu Thành Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ trong khoảng từ 24 đến 34 độ C, độ ẩm 78%. Khu vực thị xã Hòa Thành và thành phố Tây Ninh, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ trong khoảng từ 23 đến 34 độ C và độ ẩm là 75%. Mực nước cao nhất tại Gò Dầu sông Vàm Cỏ Đông từ 0.90 đến 0.98 m sau đây là thông tin thời tiết chi tiết của các huyện thị thành phố trong đêm nay và ngày mai Thưa quý vị, Quốc hội đồng ý giảm 2% thuế VAT đến hết tháng 6 năm 2024. Sáng ngày 29 tháng 11, với 477 trên 477 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Nghị quyết nêu rõ, Quốc hội đã đồng ý giảm 2% thuế giá trị gia tăng VAT từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024. Việc giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng sẽ được áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% còn 8%, trừ một số nhóm hàng hóa dịch vụ sau: viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng, không kể khai thác than, than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Quốc hội giao chính phủ tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả, không làm ảnh hưởng đến dự toán thu và bội chi ngân sách nhà nước năm 2024, theo nghị quyết của Quốc hội, báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Trước đó, vào tháng 6 năm 2023, Quốc hội đã thông qua nghị quyết kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, trong đó đồng ý giảm 2% thuế VAT từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023. Như vậy, với nghị quyết kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 vừa được thông qua, sau khi kết thúc năm 2023, thuế VAT sẽ tiếp tục được giảm trong 6 tháng đầu năm 2024. Theo Bộ Tài chính, ước tính việc thực hiện chính sách giảm thuế VAT 2% trong 6 tháng đầu năm 2024 dự kiến sẽ giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 25.000 tỷ đồng. Giải pháp giảm thuế VAT cùng với các giải pháp thuế phí, lệ phí khác đang tạo điều kiện rất lớn giúp doanh nghiệp giảm được chi phí sản xuất tăng lợi nhuận, tăng khả năng kích cầu. Ước tính sau 3 tháng thực hiện, từ tháng 7 năm 2023 đến tháng 9 năm 2023, chính sách giảm 2% thuế VAT đã hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân tổng cộng khoảng 11.700 tỷ đồng. Qua đó, góp phần giảm giá thành hàng hóa dịch vụ, từ đó thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động, góp phần kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển. Cũng theo nghị quyết của kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, Quốc hội đồng ý cho phép kéo dài thời gian thực hiện dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, cảng hàng không quốc tế Long Thành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024, đồng thời bổ sung 966,749 tỷ đồng từ dự phòng chung, nguồn ngân sách trung ương của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho dự án. Ngoài ra, theo nghị quyết, Quốc hội cũng cho phép kéo dài thời hạn thực hiện và giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước bố trí cho các dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Quý vị thân mến, bản tin thời tiết hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt.